đậu xe tùy tiện vừa gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, vừa mất mỹ quan đô thị. Thu phí đậu xe lòng đường, giải pháp góp phần khắc phục tình trạng dừng đổ xe tùy tiện. Thành phố Vũng Tàu có hơn 40.000 xe ô tô đã đăng ký. Lượng phương tiện lưu thông trong thành phố Vũng Tàu bình thường khoảng 8 đến 9.000 lượt, vào dịp lễ Tết tăng trên 14.000 lượt mỗi ngày. 18 bãi đậu xe tạm đã được thành phố Vũng Tàu bố trí. Tuy nhiên, với sự phát triển quá nhanh của phương tiện cá nhân tại địa phương, sức hút ngày càng lớn từ khách du lịch. Trong khi hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng phục vụ giao thông không theo kịp, quỹ đất và không gian thành phố có hạn, nên giao thông ngày càng ùn tắc. Thực tế, tình trạng giao thông ùn tắc cục bộ ở một số thời điểm tại thành phố Vũng Tàu còn do ý thức của một bộ phận người dân, du khách dừng đổ xe tùy tiện, chiếm dụng lòng đường, khiến lòng đường càng thu hẹp, càng ùn tắc và mất an toàn. Nhiều khu vực đã bố trí bãi đậu xe vẫn trống, nhưng xe vẫn đậu tràn lan theo kiểu tiện đâu, dừng đổ đó. Từng bước khắc phục tình trạng dừng đổ xe tràn lan, tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu ban hành quy định cấm đậu xe trên một số tuyến đường hoặc đậu xe theo ngày chẵn lẻ. 14 tuyến đường thuộc diện cấm hoặc hạn chế đậu xe là những con đường có lòng đường hẹp, chỉ có một chiều di chuyển, thường ùn tắc vào cuối tuần hay dịp lễ sự kiện quan trọng. Qua thời gian triển khai, tình trạng dừng đổ xe vẫn không mấy cải thiện, vì phương tiện cấm chỗ này ở thời điểm này thì lại dồn vào chỗ khác ở thời điểm khác, nhất là các tuyến đường dọc bãi trước tập trung dịch vụ ăn uống mua sắm. Tháng 12/2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nghị quyết tạo hành lang pháp lý cho những đô thị có mật độ phương tiện giao thông lớn, phức tạp như Vũng Tàu, quản lý hiệu quả trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Đại dịch Covid-19 bùng phát sau đó, nên đến năm 2022, phương án thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường mới được thành phố Vũng Tàu triển khai. Thu phí đậu xe nơi công cộng rõ ràng là giải pháp góp phần hạn chế tình trạng dừng đổ phương tiện sai quy định. Những chủ phương tiện phải cân nhắc hơn khi quyết định đậu xe dưới lòng đường hoặc phải đậu đúng nơi quy định và phải trả phí bởi đang làm phiền đến quyền lưu thông chung. Thu phí đậu xe dưới lòng đường đã được một số thành phố lớn thực hiện như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Lạt. Thậm chí, mức phí còn thu theo từng khung giờ, buộc tài xế phải cân nhắc tìm nơi gửi xe để mất phí rẻ hơn. Lượng phương tiện án ngữ lòng đường giảm hẳn. Cái việc thu phí đậu xe lòng đường này thì cái mục đích chính là để cho cái việc đậu xe trên đường nó được ngăn nắp, nó không có tràn lan và chỉnh trang được cái việc mà xây dựng cái bộ mặt đô thị lòng đường vỉa hè nó được gọn gàng ngăn nắp. Phí đậu xe được sử dụng trở lại cho mục đích bảo trì các tuyến đường có lượng phương tiện dừng đổ đông, hạ tầng nhanh xuống cấp. Về lâu dài, thu phí đậu xe dưới lòng đường hướng đến mục đích nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng phương tiện cá nhân trong hoàn cảnh phù hợp, vì lợi ích chung, phù hợp cho những đoạn đường di chuyển. Trong xu thế phát triển, phương tiện cá nhân tiếp tục tăng, còn hạ tầng giao thông có hạn, nên ý thức và thói quen sử dụng phương tiện giao thông rất cần điều chỉnh, tạo lập đúng hướng. Và việc đầu tư cho hạ tầng giao thông, phương tiện giao thông công cộng cũng phải được các cấp, các ngành đầu tư đúng mức. Theo quyết định 106/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về quy định mức thu, nộp và quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè, ngày 1 tháng 1 năm 2022, thành phố Vũng Tàu chính thức triển khai thu phí sử dụng vỉa hè đối với 110 tuyến đường. Đến tháng 7 năm 2023, việc thu phí đậu xe dưới lòng đường tiếp tục triển khai thí điểm trên 5 tuyến đường ở phường 7, địa phương hoàn thành sớm việc sơn vẽ vị trí đậu xe và kế hoạch triển khai thu phí. Đến nay, toàn thành phố Vũng Tàu có thêm 3 tuyến đường được đưa vào thu phí đậu xe dưới lòng đường.
Thưa quý vị, đây là khu vực thu phí ô tô đậu đỗ xe dưới lòng đường nằm trên đường Lê Hồng Phong. Đoạn thu phí này sẽ kéo dài khoảng 500m từ khu nhà ở của Vietso Petro đến ngã tư Lê Hồng Phong. Và khu vực thu phí này, quý vị có thể nhìn thấy là hoàn toàn không ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông của người dân ở trên đường này. Trên các tuyến đường có thu phí đậu xe dưới lòng đường, thời gian tới, thành phố Vũng Tàu sẽ tính đến phương án hợp lý để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, nhà ở dọc theo tuyến đường, đồng thời vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tất cả những tuyến đường thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường phải đáp ứng được tiêu chuẩn, đó là lòng đường phải có tối thiểu 2 làn đường cho một chiều di chuyển. Và ở con đường Quang Trung này thì hiện đã có 239 vị trí đậu đỗ xe. Tất cả những vị trí này đã được cơ quan chức năng kẻ sơn vạch từng ô vị trí. Mỗi vị trí sẽ có chiều dài khoảng 6,6m và chiều ngang là 2,4m, đủ để cho một chiếc xe ô tô lên tới 16 chỗ đậu đỗ. Quang Trung là tuyến đường có lượng phương tiện di chuyển đông, tình trạng đậu xe cũng tràn lan trên vỉa hè lẫn dưới lòng đường. Dù trên đường có bãi giữ xe miễn phí. Từ khi thực hiện thu phí, đường Quang Trung trở nên thông thoáng hơn. Phường là muốn tạo một cái thói quen cho người dân cũng như là khách du lịch là mình phải đậu xe cho đúng theo quy định. Và xe máy cũng không được phép là đậu dưới lòng đường cũng như trên vỉa hè, nó gây mất mỹ quan đô thị. Tại vì ở Ủy ban Nhân dân phường 1 đã bố trí 3 bãi giữ xe để dành cho người dân, du khách khi xe máy tới xuống đây tắm biển và vui chơi cho các khu vực công viên. Nên cái vấn đề thu phí lòng đường này là mục đích chính của phường là muốn tạo thói quen cho người dân. Toàn thành phố Vũng Tàu hiện có 10 tuyến đường đã kẻ vạch vị trí đậu xe và gắn biển thông báo thu phí đậu xe dưới lòng đường. Bước đầu, việc thu phí thực hiện qua giám sát, ghi biên lai của cán bộ phường và thu trực tiếp bằng tiền mặt. Phương án thu phí sẽ được điều chỉnh sau khi 23 tuyến đường của 15 phường đủ điều kiện thu phí đồng loạt triển khai. Nhưng mà địa phương cũng mong muốn thành phố là tổ chức đấu thầu cho một cái đơn vị, họ đứng ra họ thu. Chứ vì cái lực lượng dân quân của phường rất là mỏng, nếu như mà đi thu như vậy thì sẽ không có lực lượng để tham gia cái giữ trật tự đô thị trên các cái tuyến địa bàn, trên các cái tuyến đường trên địa bàn. Theo kế hoạch chung của thành phố Vũng Tàu, 23 tuyến đường thuộc diện thu phí đậu xe dưới lòng đường phải hoàn thành các điều kiện đưa vào thu phí vào tháng 8 năm 2023. Quy định thu phí đậu xe dưới lòng đường của thành phố Vũng Tàu được nhiều du khách ủng hộ vì lợi ích thấy rõ là giao thông trở nên thông thoáng hơn, ngăn nắp và an toàn hơn. Mức phí 15.000 đồng cho một xe dưới 16 chỗ cũng là hợp lý. Với những hộ có nhà ở, cơ sở kinh doanh trên các tuyến đường thu phí, thì mong muốn chính quyền sớm có phương án bố trí hợp lý vị trí đậu xe để không ảnh hưởng đến lối ra vào. Cá nhân anh thấy thì thu phí là tốt mà em, có chỗ cho xe đậu đảm bảo an toàn nữa, có khỏi phải đậu tùm lum tùm la thì anh thấy được. Nhưng mà với mức giá như giờ được thu thì anh thấy ổn. Anh thấy như thế này là rất tốt, vì đây là thu một cách hợp lý. Người ta rất yên tâm để cho đỗ này và đồng thời cũng rất là ngăn nắp đấy, mọi người nhìn xem là dọc đây rất là một vệt này, không ai đỗ giữa đường như hàng 2, hàng 3 như này nữa. Ví dụ xe nhà mình vậy mà ví dụ thu thuế, chẳng hạn nhà nước tới mà lấy tiền thì ta có quyền đậu, nhưng mà bên anh ngược lại vào nhà đâu có được đâu.